Chuyển sang tin tức liên quan đến tình hình ở Trung Đông, lực lượng phòng vệ Israel cho biết 18 binh sĩ nước này đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở cao nguyên Golan hôm 30 tháng 6 vừa qua. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm cùng ngày ở phía bắc cao nguyên Golan và hiện chưa rõ nguồn gốc của thiết bị bay này. Không quân Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công vào đêm 30 tháng 6 nhằm vào các vị trí của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở phía nam Liban, bao gồm một trạm quan sát và một bệ phóng tên lửa từng được sử dụng để phóng tên lửa sang phía bắc Israel. Ngoài ra, lực lượng pháo binh của lực lượng phòng vệ Israel cũng đã tấn công nhiều vị trí của lực lượng trên. Tình trạng căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực. Các hoạt động pháo kích lẫn nhau giữa hai bên đã gia tăng đột biến trong những tháng qua. Mới đây, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã phát động nhiều cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu và các tàu chở hàng trong đó có một cuộc tấn công tiến hành chung với nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masira, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Jahia Saria, thông báo rõ nhóm này đã thực hiện một số hoạt động quân sự quy mô bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu chở dầu Waller khi con tàu này đang trên đường tới cảng Haifa. Ngoài ra, Houthi cũng đã tấn công tàu đều lít của Mỹ trên biển đỏ bằng tên lửa đạn đạo, bắn trúng tàu Johannes Myerske ở địa trung hải bằng tên lửa hành trình và tấn công tàu Loan Nít trên Biển Đỏ bằng tàu không người lái. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu di chuyển trên tuyến đường vận chuyển quan trọng qua Biển Đỏ để gây sức ép với Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở giải Gaza. Đáp trả động thái trên của Houthi, một liên minh hải quân do Mỹ và Anh đứng đầu đã được thành lập để tiến hành các cuộc không kích và tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi kể từ tháng 1 năm 2024. Các bạn vừa xem chương trình toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!